Anh em nào còn mua nick hoặc cày thuê liên hệ ngay Zalo của mình hoặc là bên shop Facebook Hoài Đạt nha anh em ơi. Mình nhận cày ranh, cày tốc tướng, uy tín bảo mật cho anh em 100% nha. Và anh em nào có muốn hỗ trợ cái gì thì liên hệ ngay Zalo hoặc bên Facebook nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Ok, hello anh em kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ bem nick chính của mình nha anh em ơi. Vừa lấy xong skin làm sẽ bem cho mình test cho anh em xem nha. Và anh em nào nhu cầu mua nick này hoặc là cày thuê này cải thiện ranh là liên hệ ngay Zalo bên Facebook Hoài Đạt của mình nha. Ok. Còn đây là muốn cày thuê, cày tốc tướng, tốc ranh này đầu mùa này liên hệ ngay Zalo hoặc bên Facebook nha anh em ơi. Đây Zalo để cho màn hình này hoặc Facebook mình để cho phần mô tả nha. Không để lên Facebook trên đây được anh em à. Ok, qua mấy cái này cái đã. Đầu mùa vô, đừng mấy trận đầu tiên nó phải dậy anh em ơi. Ui, 80% IR nha. Từ anh em ơi. Thoát ra nè. Lâu phết nha. Ok, lời cho nên hai anh em ơi, giờ bắt đầu vô chiến thôi nha. Mới quay skin sau là mình đánh được vài trận rồi anh em à, cho nên mình úp cho anh em xem nha. Wow, skin bao phê luôn anh em à, cực kỳ phê luôn. Chắc anh em chờ đợi cái video lâu lắm rồi đúng không? Hôm qua tới giờ đúng không? Hôm qua kỹ là mình đánh video chưa có hay anh em ơi, nên mình đánh thì mấy trận để cho có video hay để úp cho anh em coi trước này. Mình sẽ để skin ID của vệ thần ở trước nha, rồi xong bích hải ở sau nha, đánh cho anh em xem cực kỳ phê luôn. Florentino dáng này chắc dưới kèo mình rồi anh em à. Săn xong nó cũng sốt ruột lắm anh em ơi, nhưng mà cái giá phải trả lại quá là phê, chém cực kỳ đã anh em à. Ui đẹp phết nha, cái hạ tướng đẹp quá nha. À, hỗ trợ giờ đem ăn mấy mục tiêu anh em à. Mình thấy nếu mà tính là muốn chém lực đó nha, chém lực mạnh á thì kia này chém lực hơn, nhìn nó kiểu nó lực hơn Airy Bích Hải. Còn anh em muốn mượt hơn là Airy Bích Hải sẽ mượt hơn nha anh em. Đó, con này chém nhìn nó lực lắm anh em à, nhìn nó mạnh lắm, y như nào về vậy đó. Nhưng mà ra đây nè, lẫm bông. Ôi chật kìa, sao hai đánh một không chọt cũng què mà không có ngộ pha đó mình vẫn lấy được anh em, vẫn lấy mạng được nha. Tranh thủ bào được cái trụ nó anh em ơi, nó bỏ nhà đi bụ rồi. Farm luôn, nó đánh luôn. Chém nhìn nó lực lắm anh em à, nó lực hơn là con ai đi Bích Hải. Bích Hải chém nhìn nó mượt hơn, combo nó mượt hơn. Ui, gì hai thằng dữ vậy. Này, cần hai cho anh em xem này. Chú. Muốn khét phết nha. Quay. À, mà tàn hình nè. Tàn hình nè. Ui. Đồ chạy, úi dồi ôi luôn. Úi dồi ôi luôn. Game đầu mùa phải nói là anh em nó hơi bị căng thẳng anh em ơi. Game nào đánh đa phần là team mình nó một nó bốn chết tôi rồi. Đa phần là team mình nó kém này, thứ hai là team bình định quá mạnh này, đánh nó kiểu gấu đấu mà nó căng lắm anh em à. Bắt được này, quả cầu quậy. Ê, hút ai à? Trời ơi, sao bộ đẩy kìa. Ui, bữa đó mà dính hai thằng một cái lướt là mình chém mình giết được người nữa rồi. Bộ hồi đó nó đẩy vô một góc mình mất cái chiêu một anh em à. Phò lô này. Rồi cân tim. Cái này phò lô rồi chết chơi mình anh em à. Ai cho? Trời ơi, lũ đam rồi. Ui, cái thằng này muốn cũng khét lắm anh em à. Anh em thấy thôi, tin anh 1, tin 2 đầu mùa cũng tàn là mấy ông cầu thủ mấy ông chiến tướng 8-90 sao cũng xuống không anh em ơi. Đâu phải là đơn giản là mấy ông kém kém đâu, đều có trình hết anh em ơi. Ôi được hai mạng này, chủ cho anh em ở đây, ui hết lính rồi à, có lính này. Ok, trận đầu mà muốn nhìn nó mướt mướt quá nha. Thì nó đầu tiên thấy nó mướt quá người ta. Mình thấy căng thẳng quá anh em à. Ok, thì lên một nha. Nhìn nó căng thẳng quá anh em à. Anh em yêu mến mình cho một like này, cái kênh giúp mình lên 30.000 cả sub nha anh em ơi. Sắp lên rồi anh em à, khoảng trăm mấy người thôi anh em ơi. Anh em nào chưa đăng ký thì giúp mình nút đăng ký nha. Còn anh em mà đăng ký rồi cho mình nút like này, một nút chia sẻ này mình để nhiều người biết tới mình hơn này. Đấy, và anh em nhớ qua TikTok YouTuber top 1 IG để follow mình một nút follow nha.
đánh được này, ngon này. Ui, đầu game vậy là quá ok rồi anh em ơi, easy game à. Ui, tranh thủ xuống ăn rồng luôn anh em ơi, năng lẹ nào tôi không có chừng trị đó mấy bồ ơi. Đấy, con kia thôi mà nó, ui giờ trước cái đao không biết nào mà giết được mấy thằng này được anh em ơi. Không biết nó, không biết nó choáng nhiều phết nha. Đấy, nè nè, thôi bỏ mày qua bên đi, bắt AD nó trước anh em mà. Ok, set đao luôn, mình cứ dẫn chơi bình ý. Mày sao đây, nó thấp máu chứ nó không dám thủ đâu anh em ơi. Cứ việc bay mới trụ cho mình nha. Đấy, đánh từ từ lên, trụ chút hơn em mà. Mình đẩy khét quá nhờ. Nhưng mà đẩy xong thì bồ không còn. Ý chết mẹ rồi. Ôi ui, nó chóng kinh quá nhờ. Thôi mà mấy anh ơi, bình tĩnh nè mấy anh ơi. Về sao bồ ơi, về mới là thấp tóc à. Ờ, mấy ông nội này cũng fit quá. Tạ đê trước hơn em ơi. Ok chưa? Điện cấp chưa? Điện cấp chưa? Trời ơi, quá là easy game. Chấp bật kêu. Đi đâu đi con? Một chiếc nó lực cực kỳ luôn em à. Cực kỳ lực luôn nha. Vì nào, vì nào, vì luôn, vì luôn, luôn. Chết mẹ, vô sâu quá. Chậu ấy, chậu ấy. Chậu ấy. Mày chết mẹ đây ra đâu vậy? Ôi ôi, báo rồi, thua thua thôi. À, mất kinh công luôn, bây giờ là mất vô luôn, thua ngon lắm. Màu mè là màu là mè hả mạn, mè lỗ tôi anh em ơi. Và đó tôi đánh chỗ là tôi win rồi, tôi màu mè tôi ham mạn anh em ơi. Trời ơi, MVP mất sao anh em à. Má, một pha xà mà thua luôn em thấy không. Má, đúng là không luôn là màu anh em à. Win được win luôn nha. Má, cay thế nhờ, vô là màu mất làm sao. Cái gì đây bộ? Gì căng vậy? Trời ơi, gì căng vậy ba? Gì căng ba? Trời ơi, anh em tưởng tưởng mấy hôm nay không chơi anh em không có đâu nha. Nè, mày phải trả giá nè con. Trả giá nè con. Trời ở trên làm gì đấy. Trời ơi, chết cả ba luôn rồi. Má đau đầu chứ trời. Tên team ván nào cũng gặp vậy không. Trụ cái nó đẩy khét dữ vậy trời ơi. Trời ơi, bị hất lại nữa kìa. Quay không đủ đam kìa. Quay. Ô thua. Má chết con này rồi. À, tay em đứng đằng sau không chịu luôn. Bắt rát chưa anh em ơi. Ok. Bắt rát đánh hay lắm anh em ơi. Để tôi ăn bùa đi bồ, tôi đang thòn mà bồ. Má chịu luôn. Nghe đã tật rồi, đã gánh rồi, còn dành ăn bù người ta nữa chứ. Ăn quần què vậy, biết ăn tem bị ép cỡ này, vô ăn mục tiêu. Có chỗ nào để ăn được không? Mẹ. Chịu ăn mới ăn sao nữa. Mấy anh tập đi cũng lộn hoài thôi chứ đậu xanh nó cay thế nhờ. Đó nè nè nè. Chết nữa nè. Má chóng điên đầu luôn này mà. Trời ông chết luôn rồi. Không sao anh em ơi, cứ bình tĩnh anh em mình sẽ lo được game này nha. Thôi nào. Đê đi kìa trời ơi, đi ngơ ngơ ngơ. Ôi trời ơi, quá anh heo. Trời ơi, tao có đồ nó đánh chứ trời ơi. Ôm tôi cái trời lại chết má, đau đầu quá. Heo có đồ lấy đéo thì quýnh trời. Mấy thằng ba này quýnh để thọt vái rồi luôn. Trời ơi nữa kìa. Thọt thọt xong. Má chịu. Thôi nào vậy na. Má chết bốn đứa rồi anh em à. Tôi đau đầu quá anh em ơi.
Chắc lâu lắm mà anh em mới thấy tôi than đúng không? Tôi khóc đúng không? Má cái game này khóc, ghê khóc. Má. Trời ơi, đau đầu quá anh em ơi, mới thua game xong. Ui má mày. À, gã ra đá rồi. Đi cô mày. Đi cô. Má, mấy thằng này chơi game mới chửi nhau nữa kìa. Đau đầu quá. Má, thằng này lỗi này. Đi lỗi này, chấm dứt và anh em là ok rồi này. Cứ 1-2 pha cho danh cho nó lỗi vậy là lực kèo được anh em ơi. Ok. Con này chắc lực được đấy. Từ mình tỉnh hết thôi. Má mày gác này cứ me tôi ngoại ta. Mày thấy skin này phái à? Thấy skin này phái à? Né nè. Má ra đây đánh cho ngơ ngơ là sao nha. Đi đâu rồi? Vâng, nên mà mình là người gánh team, mình phải đánh từ từ anh em mà, không nên vội vàng nha. Ai đây mà có 3 món đồ rồi là không nào chơi được. Tầm như là có 4 món đồ, như đi rừng 4 món đồ. Không thôi anh em có cây nanh với cây đao, cây kiếm chi hồn phải không? Nửa bánh lộn nữa, mình khứa này khó hiểu dễ sợ. Anh em có thêm cái phút kiếm này, cây nanh là anh em đánh được rồi nha. Nhưng mà anh em phải biết cách combo canh đam nha. Còn em có thêm cái đau đó, trời, mình chết nữa, đéo hiểu luôn. Trời ơi, thôi đi về. Đau đầu quá nè em ơi, vẫn nào cũng bị ép cỡ này không mà thôi chứ. Nhớ là chắc thua nữa. Chứ khó lật rồi, con anh heo nó xanh quá. Ok nè. Ui, cái thằng top nó ulti kịp rồi. Nhưng mà mình ti cực cái nào. Ấy được này. Được này. Ui, cái bóng đâu vậy? Trời ơi. Chủ dưới nè anh em ơi, chủ dưới nè anh em ơi. Ok là kêu, ok luôn. Bình tĩnh. Lên kiên công luôn anh em ơi. Bỏ top ơi, về top ơi. Thằng Na nó ra bây giờ này. Chết người uổng. Cho mình đang được kiên công nha anh em ơi. Khó ép quá nha. Má cái bị chó mất là bị mất nhịp rồi. Trời ơi má khó thế nhờ. Không nuôi trụ được. Nga đê nó cứ tật sao ấy. Nga đê nó tật sao ấy, ý anh em à. Chịu luôn. Má đau đầu quá. Thằng Na đi lẻ nè anh em ơi. Canh bắn Na trước là ok á. Giờ này Na đi lẻ bị bắt là ô ngon kèo anh em à. Má game khó ghê nhờ. Nên tin anh mà sao nó khó thế nhờ. Đó đừng anh em nào nói cho nên anh nó dễ hay khó chơi, dễ chơi nha. Dễ lên nha, không có nha. Nếp đến sau lên đây núp anh em. Nào đi qua bắt đó luôn. À vừa mới nói xong. Vừa nói xong. Trời ơi còn có liêm. Ok 1-6. Lấy trụ trước anh em. Đừng cho con kia về nha. Trời ơi, sức bột lại chết. Má câu kéo thôi trời. Ui, má gắt đá đâu rồi. Trời ơi, đau đầu quá. Má chết bốn đứa không mà khó hiểu thật sự luôn. Trời ơi, con liêm kìa. Đông quá. Trời ơi, cho mình nhảy đèn. Nhảy đi con. Má lại mất kinh công, đéo hiểu luôn. Giờ này 20 mà còn mất kinh công. Tại là mấy này quýnh sao ấy. Đầu ấy. Thằng này lẻ này. Giờ này lẻ này chỉ có chết rồi bạn ơi. Ok. Đúng chất gánh tim luôn em ơi. Thôi là giết thằng cầm thiên công cho nó thả thiên công là mệt mỏi. Ấy thằng Na này. Má này lẻ không anh em à, khó chịu quá. Ấy. Lướt vô đây. Trời ơi, giờ này bắt đường nào mừng đó anh em ơi, nó khó ép rồi.
Lua nào đừng có chết nha mọi người ơi. Thằng Teo nó xanh có đồ, nó full đồ, nó bắn đau nhưng mà nó không biết giữ vị trí, anh em hiểu không? Anh em thấy một trận đấu tôi để dư 5k tiền, nó bán đồ biết bao nhiêu luôn á. Né này. Ulti đi, đặng chưa, khí. Bắt ở đây chứ này. Ok, wi. Thằng tóm ở này, tóm này. Bán mua cầu này. Đậu xanh này. Ôi ôi. Không sao, 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 sao. Chủ, ép đi. Trời ơi, má chết hai luôn kìa. Mày cái game gì mà nó khó không tưởng tượng được. Chủ. Ná hết lính rồi anh em à. Giờ không có lính thì bắn chủ cho. Thôi xong rồi. Ý được kìa. Lính kìa chủ. Chủ miếng kìa, ở đây. Nghĩ giờ này có ăn blue, nó làm blue làm miếu gì. Ok là nguyên một game nó đau cái đầu ở đây. Sao mà tôi số rồi, căng thẳng quá nha. Trời ơi. Ai giờ xài là cái thẻ BB cho họ 5 sao chuẩn bị cao thủ rồi anh em ơi. Là lần đầu tiên lên cao thủ, chuẩn bị lên cao thủ anh em ơi. Rùng quá. AK. Cái đậu xanh mày tố cáo mà liền. Sao vì tiền. Ok bây giờ chơi Bích Hải anh em ơi. Video này là video của trước nha. Là đang tên anh 1, tên anh 2 á đây. Nhưng mà mình đang Bích Hải đang y. Vệ thần đang hot cho nên để video vệ thần ở phía trước nha. Rồi mình sẽ làm Bích Hải cho anh em xem phần này nha. Ui, còn ngộ đập đâu quá nha. Đập hai đây, bắt chớ rồi đập khét đây. Nhiều căng này anh Toro. Ghê vậy anh. Bắt thằng ngộ chỗ này. Rồng kìa, nó rồng kìa. Rồng kìa. À, né ra liền anh em ơi. Lâu nó ulti phải né liền anh em à. Trời ơi. Solo với Bian. Nãy combo này, combo này. Chạy đâu, chạy đâu. Ôi. Ui, má thằng này mà mình chém đường chém là đủ đam luôn anh em à. Thằng này nó không có sống được đâu. Từ từ Gian ơi, từ từ. Con lâu kìa. Hết chiêu rồi, từ từ. Bình tĩnh nào bộ, đừng có kiểu mà xông xôn xộn quá. Nè, lấy chỗ trước này. Căng quá vậy. Lấy chỗ trước lần này, thằng nào cũng chết à. Chỗ trước lần này, thằng nào cũng chết á. Ôi, lâu ơi, lại là lâu lên. Chơi mà luôn, đổi mạng mà cũng được nữa. Khốn nạn. Hết đường chạy rồi anh em à. Sao, thích solo kill không? Ulti đây. Ulti đây, tôi lũi được cho mình. Thôi xong. Bye bye, Huy lợn nha, Huỳnh lợn nha. Lăn vô luôn bộ ơi. Quá là easy game. Hay quá. Bố quyền. Anh em nhớ nha, ủng hộ mình mua nick ha. Hoặc là cày thuê nha anh em ơi. Mình có nhận tìm nó theo cầu này. Thích skin gì anh em cứ việc liên hệ ngay nha. Ơ cái gì á? Có mình chuyên gia luyện mà kích nhắn vậy anh em. Vãi, chịu luôn. Nào mình chuyên gia là bị tin nhắn như vậy này anh em à. Ok, mình qua trận đấu mới rồi anh em ơi. Chuyện này mình chơi chim la nha anh em, solo với Quy nha. Mình sẽ chỉ anh em cách solo với Quy là cách nào là trên kèo nữa này. Từ nha. Từ là đây hỗ trợ team cái đã, team mình sẽ đánh căng quá nha. 1-4 là chuyện thường anh em ơi. Ôi trời ơi, thằng Quy nó tốc biến, với đây muốn kia ghê. Giờ đang có hai người chưa chỉ được. Ui, 2-2 nha anh em, chứ không phải là 2-1 nha. Ok chưa? Thôi đang là thế rồi. Khó chỉ anh em, nhưng mà mình xíu chỉ cho nếp cách solo với Quy như thế nào cho hợp lý nè. Đây. Như phần này solo thì làm sao mà chạy được. Đập đi con, đập đi. Đúng rồi, đập đi. Ui, tục rô, tục biến ơi.
Xin một bạn nào. Toro này, Toro này, Toro này. Đánh lâu cũng chết à. Quay. Rừng nó nhảy đâu quá vậy. Dễ dán. Ui. Không đỡ kịp. Phải đỡ không được, phải nói đỡ hai đứng chung luôn mà. À trong người có bộ này. Có người. Né. Có người. Có người. Có nhiều anh em hỏi mình tại sao không lên thương không kiếm. Tại sao lại phải lên cái thương long? Thì mình đa phần là mình dùng cho cách là mình kiếm mình dùng cho mấy cái vị tướng mà cỡ như châu châu á anh em à. Turo này, Zephyr này, Tara này, Atho này, hoặc là con ao cỡ như con Queen nó cũng châu nè anh em à. Quay. Gì ghê. Chờ đó anh em không? Chém vô đam cực kỳ luôn nha. Và anh em đầu game này hoặc là giữa game anh em có một lượng giảm hồi chiêu cố định luôn anh em ơi. Chém cực kỳ là đúng nhanh luôn anh em ơi. Hồi chiêu cực kỳ đã nha. Rồi anh em thấy không? Cái chiêu 2, chiêu 1 mình lúc nào nó cũng còn 3 giây, 4 giây nó hồi anh em không? Quẩy cực kỳ là sung sức luôn anh em à. Cái thằng này mà cầm đặc biến rồi mày láo đó. Cầm bột phá rồi láo đâu hả? Eo su bột phá này. Đó anh em không? Chiêu mình nó hồi cũng 3, 4 giây, 4 giây à. Mình quẩy liên tục à. Liên tục luôn á. À, mình quăng chiêu 1, chiêu 2 là mình hai mình hồi là mình bắt đầu mình có chiêu 1 nữa rồi đó. Cái gì cũng có lợi thế của nó anh em à. Nhưng mà tùy anh em, cách anh em nó thấy chấm yếu. Mình thấy không yếu nha. Không hề yếu anh em. Toro mình chặt cỡ này anh em thấy không? Không bao giờ yếu được. Nè anh em có mình đặt dây fit này. Thấy không? Cực kỳ nhanh luôn. Một chém là một khúc máu. Tại sao nó giảm đam mà anh em? Nó giảm giáp nữa mà. Nè mấy con châu châu này nè thấy không? Nó làm đâu làm gì mình đâu. Bất lực lắm anh em à. Đấy. Mà tùy cách anh em chơi nha. Có nhiều anh em chơi ID ma tính này. Ma tính mà anh xem mình thấy nha, ma tính nó yếu lắm anh em à. Kiểu nó yếu yếu sao mình chơi không quen. Mình cầm ma ý ma chú à, ma tính đúng rồi. Mình cầm ma chú là thấy nó quen à. Mình cấu rỉa kiểu mà ID cấu rỉa mà mình cầm cái ma tính làm quái gì. Ma tính nếu mà để mà giữa cuối game á thì nó ok nha. Cuối game ok. Nhưng mà còn về đầu game mà yếu lắm. Đồ chạy. Mình test thử rồi anh em, không phải mình test em mà thấy mấy ông bài xếp hạng để á, mình cũng test thử rồi. Nhưng mà thật sự nó rất yếu. Ai đi đầu game mà đã yếu rồi mà chờ tới lên đầu yếu chém không có đam nữa, chờ hậu chiêu nữa thì thôi thua. Mình đánh thì kiểu cấu rỉa này, như mình phải không anh em, không đánh cấu rỉa là cầm ma chú là ok nhất. Má thằng nào đâu đó nó lùi nó lao ra hay dữ chờ. Ok, chạy được này mà. Như mình chơi ma chú này. Cấu rỉa thì mình chơi kiểu dạng cấu rỉa. Rồi cho nó phá xong đã. Dồn đam này. Ui thằng Na đi lẻ nè anh em à. Chính xác là mọi người một cách chơi anh em à. Có nhiều người cầm bản ngọc giảm một chiêu nữa này. Vừa cầm bản ngọc nghĩa. Vừa cầm bản ngọc giảm một chiêu mà còn vừa. Ui phụ lộ nó múa kìa anh em. Vừa cầm bản ngọc giảm một chiêu này. Vừa cầm cái chờ ở bị cắn liền. Thêm cái gì nè. Ma tính nữa. Ma tính là thêm combo đồ luôn. Bắt là phí. Rất là mọi người một cách chơi anh em à. Không ai thắng ai hết nha. Nhưng mình thì chơi cách của mình thôi. Mình leo rank được ok rồi. Quan trọng cách nào chơi được chơi. Quan trọng anh em leo rank tốt là ok. Leo rank kiểu như dạng như là lên nhanh đi. Yeah, ok. Còn như mà chơi test cái nào phải không ổn. 2 game 3 game không ổn. Hủy. Chơi lại video cũ. Đó đơn giản. Còn video của mình thì anh em thích thì chơi. Không thích thì anh em có việc tham khảo video khác. Ui. Hồi nào nó chém đầu thế. Tập trung vào trận đấu anh em ơi. Game thấy hơi khó nha. Trời ơi chết hết rồi. Biết thủ kịp nữa. Lính trước là ok. Ok hết lính rồi. Hết lính là ok. Anh em nhớ mua nick hoặc là cày thuê thì hãy ngay Zalo hoặc Facebook mà đạt nha. Đầu mùa anh em cày thuê ủng hộ cho mình. Ui thằng Na này mày đồ bắt tao à. Đồ bắt tao à. Giờ này đồ bắt tao. Ui cái này nó hơi bị ảo tưởng anh em ơi. Cái này IG có đồ full đồ sớm anh em à. Mình lên đồ kiểu mình là lên full đồ. Ui anh em thấy không.
chỉ cần hai chặt thôi anh em à, thằng AD nó lên dĩa liền. Cho tôi chặt anh em thấy không, quá là phê luôn thấy không, cực kỳ phê luôn. Nháy đèn này, nháy đèn này từ ăn đã nó như này à, thấy không thằng AD nó nãy không, chỉ chặt hai chặt thôi nha. Và anh em thấy bị beautiful. Thôi cái này bắn em xuồng dán cho đợi chán anh em ơi. Như bữa giờ bắn Quýnh AD nhiều quá nó cũng nhàm cũng chán anh em à, eo su cho đỡ chán nha. Rồi xong ok nè, một viên này mà tính đá tao à, mày tính chạy hả lứ chú lồng Aliku. Một viên này con ấy cái gì vậy, bình tĩnh nào anh trai, xanh lao vô tôi sớm vậy. Có eo su rồi nó bích con Ben anh em à, con Ben nó chị eo su á. KS này không chửi nha. Này một viên này trời không chết. Chết rồi, chết rồi. Chết tôi rồi. Sao? Thằng này mà ly à? À. Không thấy con bé nào không dám đứng cao cao này mà. Bắn lính trước đã. Ok. Thua, thua, thua. Thủ chung rồi, thủ nổi rồi, thủ không nổi rồi anh em ơi. À chưa mất trụ này. Và một đấm một cũng ok đấy chứ, mất trụ rồi này. Trời ơi má, đau đầu dễ sợ. Flow muốn khét này. Trời ơi, top 1 flow lấy chứ đâu. Ôi trời ơi, sắp biến rồi. À game này cũng hơi bị chặt. Ôi, 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 ôi. Trời ơi. Về sợ quá ta. À đây đây đây. Ủa sao nó đá mà vết man hay vậy? Vết man đang thằng hình mà. Ảo vậy? Đồ bắt tao hả? Mày đồ bắt tao? Đồ bắt tao hả? Mày đồ bắt tao hả? Ui dồi. Má khó thế nhờ. Má nữa kìa. Thằng Ben đó kìa. Thằng Ben đó nè. Thằng Ben đó nè. Má nào lít nó me mình không anh em à. Bắn chập mẹ nè. À, dính ra lít kìa. Một viên nè con. Bà cha mày. Chạy nè con. À, lấy trụ đã. Chết mẹ rồi. Thôi xong rồi còn bên tôi vậy. À. Thôi kệ, hỗ trợ team ăn công cũng được. Vuốt mày nè con, giỡn chơi ní. Ní. Má thằng gác này đá khét quá nhờ. Trời ơi không dính kìa. Cảnh thì mít ơi, sao mít cứ sau lưng vậy. Ok. Đây này quốc kìa. Một viên này. Cái gì vậy? Cây hay sao vậy bạn? Lao đi sớm vậy bạn. Một viên nè. Cái thằng này không chịu về nè. Lấy sai này. Lấy sai này. Sao đây? Sao đây? Ui gì vậy? Nào 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 nào. Ôi ôi. Ôi ôi. Cân 2 là easy game. Trời ơi. Cân 2 là quá easy luôn. Lên cái liền em ơi. Nhưng mà chưa đủ tiền. Cái gì vậy? Né này. Né này. Né này. Chạy hộ cái. Ôi. Mà thằng này không có chạy được anh em à. Bắn cái bóng đó nè. Nó có chạy được. Bắn cái bóng mày chứ ai bắn người làm chi. Lấy trụ anh em ơi. Né này. Giờ chỉ bắn thường anh em ơi. Ok nè. Má này rách nó đá ghê rồi. Má chưa win được anh em ơi. Lấy ba đường trước đã. Trời thôi xong rồi. Ê,
ôi má, thằng đá này làm nhiều cái khó chịu cơ nhờ. Lên con Ben nó ra là chết á, con Ben nó ra là chết á, đừng đi thôi, mình đã mất, mình đã mất, mất, mất. Ok, đừng đi mất, ui con Ben này hả, làm tốn tóc biến, nó bị choáng anh em à. Trời ơi ném tôi vuốt ghê không, gì vậy? Thôi kệ, win rồi anh em ơi, không có sợ gì hết anh em à. Có kinh công nè, tem mày đi lẻ nó nè. Trời, win mẹ rồi, chơi gì nữa, GG đi chứ. Ok, hẹn anh em vào đây tiếp theo ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ ra hit like nha anh em ơi. Ngày mốt mình sẽ ra video cho anh em xem nha. Ok, bye bye. Anh em nhớ ủng hộ mua đất một kỳ thuê nha. Thằng rác này nó cứ me mình hoài này. Mê ta hả? Nó biến qua đây nè, tao lấy trụ này làm gì tao. Đá đi, đè ớ đá đi. Bye bye nha.